Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa với Hຈົ່NG LÍNH Hà Tĩnh ở vòng 1 của V-League 2023-2024. Chuyên gia bóng đá phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số. HṹNG LÍNH Hà Tĩnh đã có mùa giải 2023 đáng nhớ. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khiến cả V-League phải nể trọng với những màn trình diễn ấn tượng. Việc sớm hoàn thành mục tiêu trụ hạng sau giai đoạn 1, khép lại mùa giải 2023 với vị trí trong top 8 được xem là thành công ngoài mong đợi của HṹNG LÍNH Hà Tĩnh. Sau mùa giải để lại những dấu ấn mạnh mẽ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng có những tham vọng riêng. Đội bóng núi Hồng được giao chỉ tiêu lọt vào top 4 ở V-League 2023-2024. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước thềm mùa giải mới. Họ vừa có chuyến tập huấn, giao hữu kéo dài 10 ngày với 5 trận đấu chất lượng với kết quả thắng 2, Phú Thọ, Sông Lam Nghệ An, Hòa 2, Viettel, Hòa Bình và thua 1, An Nhân Dân. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cho rằng đây là cử dược rất bổ ích với HẢNG LÍNH Hà Tĩnh. Ngoài việc cọ sát, kiểm nghiệm lối chơi với các đối tượng khác nhau, HỎNG LÍNH Hà Tĩnh cũng sẽ tìm ra được bộ khung ưng ý nhất. Từng lọt vào top 8 mùa trước, Hà Tĩnh đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí trong top 4 mùa này. Cơ sở để đội bóng núi Hồng vươn lên là đội hình có nhiều chuyển biến tích cực. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công chia tay 8 cầu thủ, có 2 ngoại binh và ký hợp đồng với 9 tân binh, đặt niềm tin vào hai chân sút ngoại Zincosio và Zorbinto. Tham vọng vươn lên của Hà Tĩnh sẽ được thử thách bằng chuyến làm khách tại xứ Thanh trước ứng viên tiềm năng của chức vô địch. Hà Tĩnh sẽ gặp thử thách không nhỏ ở ngày đầu ra quân. Đội bóng núi Hồng vừa phải làm khách vừa phải chạm trán với một Thanh Hóa đang là hiện tượng của bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Popov và các học trò đang hừng hực khí thế sau khi có chức vô địch siêu cúp quốc gia. Dù đã chia tay nhiều trụ cột nhưng đội bóng xứ Thanh vẫn cho thấy sự nguy hiểm đáng gờm khi đánh bại một Công an Hà Nội rất mạnh. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng là một đội bóng rất khó chịu dưới thời huấn luyện viên Nguyễn Thành Công. Sức mạnh của Hà Tĩnh đến từ sự đoàn kết và tính kỷ luật, chặt chẽ trong lối chơi. Họ cũng đang có một đội hình khá ổn với sự đồng đều từ ngoại binh đến nội binh. Ở bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa trở thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam ở mùa giải 2023. Dù hụt hơi trong cuộc đua vô địch và cán đích ở vị trí thứ tư, nhưng màn trình diễn của đội bóng xứ Thanh vẫn được đánh giá rất cao. Đặc biệt, dưới bàn tay nhào nặng của huấn luyện viên Velizar Popov, Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử giành cúp quốc gia. Đây là chiến tích vô cùng ấn tượng với một đội bóng không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình như Thanh Hóa. Thanh Hóa tiếp tục đem đến niềm hạnh phúc lớn cho người hâm mộ khi hoàn tất cú đúp danh hiệu trước khi mùa giải 2023-2024 khởi tranh. Đội quân của huấn luyện viên Popov tạo ra cú sốc bằng việc đánh bại nhà đương kim vô địch V-League Công an Hà Nội với tỷ số 3-1 để lần thứ 2 giành siêu cúp quốc gia. Đây được xem là bước đà hoàn hảo cho Thanh Hóa hướng tới chinh phục những mục tiêu lớn khác ở mùa giải mới. Với điểm tựa là ngôi vô địch cúp quốc gia và vừa giành danh hiệu siêu cúp, Thanh Hóa đặt mục tiêu lọt vào top 3 ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên Velija Popov thực hiện cuộc cải tổ lực lượng khi chia tay 11 cầu thủ, 2 ngoại binh trong danh sách mùa trước và đưa về sân Thanh Hóa 7 tân binh. Đáng chú ý nhất là Rimario, Antonio Luiz và bộ ba Đình Bảo, Nguyên Hoàng, Viết Tú. Nếu phát huy tối đa phong độ, Thanh Hóa là ứng viên đáng gờm ở mùa giải năm nay. Thanh Hóa có biến động lớn về lực lượng sau mùa giải 2023. Một loạt trụ cột như Minh Tùng, Thành Long, Hữu Dũng, Tiến Dũng, Bruno ra đi. Đội bóng xứ Thanh đã nhanh chóng săn tìm những gương mặt mới. Những Thành Long, Viết Tú, Nguyên Hoàng và đặc biệt bộ đôi Antonio, Rimario được đưa về sân Thanh Hóa. Những tân binh này cho thấy sự hòa nhập nhanh dù chỉ mới gia nhập đội bóng cách đây chưa lâu. Trong khi đó, HŰNG LÍNH Hà Tĩnh gần như giữ nguyên được bộ khung chính thức dù chia tay đến 9 cái tên trong đội hình. Đội bóng núi Hồng vẫn còn những gương mặt quen thuộc như Viết Triều, Văn Hạnh, Văn Đức, Trung Học, Phi Sơn, Thanh Trung và bổ sung được những tân binh chất lượng gồm Bruno, Góp A, Đình Tiến, Lâm Anh Hoàng. Trong 5 trận gần nhất, Thanh Hóa thắng 3, hòa 1, thua 1 trước HŰNG LÍNH Hà Tĩnh. Điều đặc biệt, ở 2 chuyến hành quân đến xứ Thanh gần đây, HỎNG LÍNH Hà Tĩnh đều thất bại. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn với HỎNG LÍNH Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trận ra quân bao giờ cũng không dễ dàng. Thanh Hóa có thể sẽ chỉ lấy được 1 điểm của HỎNG LÍNH Hà Tĩnh. Dự đoán, Thanh Hóa thắng HỎNG LÍNH Hà Tĩnh 1-0.